Có cái câu chuyện Tiểu Lâm Việt Nam vô đối. Chuyện này thì cũng khá quen thuộc bởi vì ông Nam đang tốt những câu chuyện Việt Nam vô đấu. Thì có nhiều anh em kêu là gửi chuyện về cũng trùng lạc, kể kể thôi thì cũng kể, hy vọng là mình đạt khóc, hy vọng là qua cái dặn kể của Lỗ Năm thì có thể đem đến cho mọi người cái tiếng cười cho nó vui vẻ. Thì là đó bóng chuyên gia, bóng chuyên gia này đang nghiên cứu về biến đổi khí hậu thời tiết rồi đó. Thì bóng chuyên gia là đại diện của bốn nước Việt Nam, Mỹ, Nga và Đức ha. Năm nay còn Đức đó là bóng chuyên gia mới thuê với trực thăng ba ra nha bầu trời để đi nghiên cứu về thời tiết cũng như là biến đổi khí hậu. Đoàn ba như đó thì có má bạn gặp phải cái vùng thời tiết xấu là phi công sỏng quay đoàn sang núi, là bây giờ là trực thăng đoàn đi vô cái vùng thời tiết xấu. Mấy ông ở đoàn xa là cua có cái đồ chi mà nó không cần thiết, quen bớt đi, dục bớt đi để cho má bạn nhẹ thì mới có thể vượt qua được cái vùng thời tiết xấu này. Nghe đó là Mỹ sỏng quá, chọc cho anh Mỹ là anh phải chết biết rằng gió khơi vào lấy rút ra người cửa sổ rồi. Cái mấy anh mới súng vụ quá, mày mới quen cái gì đó Mỹ. Cái Mỹ kêu là đồ lo chứ chị, quá đồ yêu nước ta thiếu chay Mỹ. Thế vào lấy nó toàn là cả trăm đô mua đâu cỡ mấy triệu đô. Lúc bá chị bỏ đồ lo nước ta đã ngày hứa chị bị dẫn chứ sợ cháy mà nó đừng có nhiều đô thiệt nước già mà. Cái tao ngoài ngoài ông dốc qua bà lì cũng quen rồi dục xuống dưới sống vụ ở quen gì đó kim cương. What? Bà đồ yêu kim cương nước ta đài quen bớt đi qua bà lì nó nhầm nhỏ chí kim cương mà không quen cướp kim cương quen qua bà lì kinh đặc tới đức dốc qua bà lì quen xuống dưới đó. Quen gì đó đức dò nhớ chí. Nước ta là có lượng dự trữ giòn là lớn thứ nhì thế giới, thua Mỹ thôi, nhưng mà cũng nhiều. Bỏ đồ yêu giòn nó nước ta đài. Oh. Đây Việt Nam không nói không ràng, cái im lặng đó là nén cho bò ông bò đồ chúi nhúi rớt lung xuống như má bà đó. Thì cộng ngồng trước nghe má bà nhảy hiu quá. À, đủ, được rồi, ok. Má ông ném cái gì ok rồi đó, nói chung má bà nhảy hiu rồi đó. Mà má ông ném cái chi xịn lắm đó. Cái Việt Nam nhớ lại kìa, mì kia lá đi. Ta đột bà nó rớt xuống dưới rồi. Thì cầm ngàn sọ hồng quá. Cứ ra không? Nghĩ là ông đột bà nó xuống dưới không? Chỉ qua đồ yêu mấy hàng mà dốc nổ nổ nước ta đại. Qua đổ nổ dốc dốc Việt Nam đại. Xuống tay nhờ anh bả, anh có nuôi cho đẻ trâu chọn hùng gớm á kinh bỏ thứ cho đẻ lận hùng gớm họ nói hùng như cho đẻ biết rồi mà có phải mình đi vô đăng nhò ăn té rồi còn đỡ không. Cái này không đến mức độ mình đi ngoài đường á lá xá lận phì rồi ta hùng gớm á. Bởi là mấy người đang xuống là đau có vốn đi ngon qua đâu đi né né chứ không vốn đi ngon qua nhọn bạn sợ chó hùng. Vậy nó có cái ông đó mộ đạo sớm khót quá không biết mình đi ngon qua nhận bả vừa tới bò và chó bò trong nhà bỏ phí ra trời ơi là trời bỏ không mày bỏ phí từ trong nhà ra bỏ phí ra ba vô bò éo cái chừng ông nó phó trời ơi dứt sang phó cái bò kêu trời anh bả anh nhỏ anh nghe chạy cùng chó chắc nó chán chết người nó chán hơn một đi rồi xó rồi đó. Chà rồi thấy anh đòn ngồi ơi cái chân vậy nè xóm anh có bị chi ăn có bị chi ăn trời ơi anh không biết anh ở đâu anh tới đây chứ con chó nhà tôi cũng không gớm lắm anh không mà kinh khủng đó rồi anh có bị chi ăn thì tôi lái vào đồ sức á anh kêu không tôi không bị chi trơn á anh cua con chó anh có bị chi ăn chứ anh kén ngã cái chân giỏ của tôi anh cua con chó anh có bị chi ăn chứ anh kén ngã cái chân giỏ của tôi ê nó mà chó tao gã má cho rèn má khám là má hay chó
đi du lịch. Thì trong cái tour du lịch đó là có ghé thăm sở thú. Vô sở thú thì có hướng dẫn viên sẽ dẫn đi giới thiệu từng con vật. Thì đi tới chỗ chuồng của mấy con vua, đoàn hàng. Đứng trước chuồng mấy con vua, hướng dẫn viên chỉ tay vô giới thiệu. Kính thưa quý vị, những chú vua này rất là đặc biệt. Bởi vì mỗi lần mấy chú yêu là được 45 phút. Ha. Vợ chị nghe hướng dẫn của đứa này quay qua đía chồng. Ông thấy không? Ông thấy không? Ông chồng im lặng không nói. 45 phút đâu phải dễ. Im lặng không nói gì. Tiếp tục đi. Đi tới chỗ mấy con cột. Hướng dẫn viên là tiếp tục giới thiệu. Kính thưa quý vị, ngay những chú cột này cũng rất là đặc biệt. Bởi vì mỗi lần yêu là mấy chú có thể thực hiện được đến 30 phút. Thì giờ thì tiếp tục quay qua đĩa chồng. Ông thấy không? Ông thấy không? Chồng, im lặng, không nói gì. 30 phút đâu phải dễ. Không nói gì. Đừng biết tới cái chỗ mấy con hươu. Hướng dẫn viên nó chỉ tay vô giới thiệu. Mấy chú hươu này thì yếu. Mỗi lần yêu là mấy chú chỉ thực hiện chưa tới 5 phút chứ mấy. Lúc này ông chồng quay qua đĩa lại qua vợ. Qua thái không? Bà thấy không? Tôi cũng được 6 phút chứ. Thì vợ chỉ bình thường vậy đó là. Đúng rồi. Bởi đứa trên đạo mới mặc sừng đó. Bởi đứa trên đạo mới mặc sừng đó. Bởi đứa trên đạo mới mặc sừng đó. Trong một cái cuộc thi hoa hậu. Bọn nhóm khổ mới đạt câu hủ á. Hủ á một cái thí sinh. Hủa rằng là thưa cô là cô hãy cho tôi biết là cái chỉ tiêu cũng như cái tiêu chí mà để chọn chồng là như thế nào. Thì thí sinh nó mới trả lời. Thưa bọn nhóm khổ là cái tiêu chí lấy chồng của em là phải đổn bổ được hơi tiêu chí. Tiêu chí thứ nhất á là đối với xã hội là phải có chỗ đứng. Còn tiêu chí thứ hai là khi về gia đình là phải ngược lại. Ừ. Bọn nhóm khổ hủa là ủa chứ về nhà ngược lại là răng chị có thể nói rõ hơn được không? Thì thí sinh mới trả lời. Dạ ra ngoài xã hội là phải có chỗ đứng. Về nhà ngược lại thì có nghĩa là phải đứng chỗ đó. Dạ ra ngoài xã hội là phải có chỗ đứng. Về nhà ngược lại thì có nghĩa là phải đứng chỗ đó.